Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, theo dự báo từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh trên địa bàn toàn tỉnh mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, riêng khu vực phía Bắc có nơi trên 34 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Tiếp theo là phần dự báo độ mặn tại một số trạm trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh Long An. Tại trạm cầu nổ trên sông Chàm Cỏ, độ mặn đo được là 16,1 gam trên lít. Trên sông Chàm Cỏ Đông, độ mặn đo được tại trạm Bến Nước và trạm Xuân Khánh, lần lượt là 3,9 gam trên lít và 1,3 gam trên lít. Còn tại trạm Tân An và trạm Tuyên Nhơn trên sông Chàm Cỏ Tây, độ mặn đo được là 3,9 gam trên lít và 0,4 gam trên lít. Theo dự báo trên, thì tranh giới độ mặn 4 g trên lít, xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 76 km ở sông Chàm Cỏ Tây, xã Bình Tâm, thành phố Tân An ngoài ra trồn mặn 4 gam trên lít cũng xâm nhập khoảng 65 km ở sông dầm cỏ đồng nhật chánh quyện bến lức còn trên giới trồn mặn 1 gam trên lít đã xâm nhập sâu vào nội đồng khoảng 95 km ở sông Giàm cỏ đồng hữu thạnh quyện đức hòa ngoài ra trồn mặn 1 Cam trên lít cũng xâm nhập hơn 90 km ở sông Giàm cỏ tây xã mỹ an quyện thủ thừa Thưa quý vị, với tình hình xâm nhập mặn như trên, Đại khí tượng Thủy văn tỉnh dự báo ở khu vực lân cận trạm cầu nổi trên sông Dàm Cỏ sẽ không lấy được nước ngọt kể cả vào lúc trừ thấp. Còn trên sông Dàm Cỏ Tây từ xã Mỹ An, xã Mỹ Thành, quyện Thủ Thừa và xã Tân Đông, quyện Thành Quá trở lên có khả năng lấy nước vào lúc trừ thấp. Trên sông Dàm Cỏ Đông, địa phận xã Hữu Thạnh, xã Hòa Khánh Nam, quyện Đức Hòa trở lên có thể lấy nước vào lúc trừ thấp. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Theo đài khí tượng Thủy Giang tỉnh Long An trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng rìa phía Nam áp cao lạnh lục địa được tăng cường yếu lệch đông. Trên cao áp cao cận nhật đới chắc qua Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục lấn tay. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ, trước hết là tại khu vực miền Đông Nam Bộ. Theo dự báo, tại khu vực này mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng nóng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3 nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ, riêng Dũng Tàu 31 đến 32 độ. Còn đối với miền Tây Nam Bộ, khu vực này đêm nay không mưa, ngày mai trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin dự báo thời tiết tối nay hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo